Em hãy quan sát, đây là chú vịt đồ chơi bằng nhựa dẻo, vừa mới được mua về, rất căng và xinh đẹp, đúng không nào? Ồ, thế chuyện gì đã xảy ra với chú vịt sau 1 tuần, sau 1 tháng, sau 2 tháng và sau 3 tháng? Bây giờ trong chú vịt đã bị xẹp và thật là xấu xí phải không em?